cái điều sai của những người đi đánh bạc, của những người chơi đề, chết ở chỗ là cố gắng cover lại cái mất mát trong quá khứ, quên nó đi, đã xóa cờ đánh lại quên chuyện quá khứ đi, ta làm lại từ đầu. Tôi nói nghiêm túc, chúng ta càng tham càng khát máu, càng lao vào để cứu lại những gì đã mất, lấy lại gì đã mất, chúng ta càng chết. Lúc đó chúng ta mất tỉnh táo, lúc đó không phải là lúc chúng ta xuất hiện, chúng ta hãy chấp nhận, bởi vì chúng ta đã xét rồi. Giống như là đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, đúng không? Hãy có tiền ta chia vào nhiều phong bì, cái phong bì này để nuôi gia đình, phong bì kia để cho bố mẹ, phong bì này để dành mua bảo hiểm cho con sau này đi học hành, cái phong bì này là đi mua vé số, đúng không? Phong bì này để đánh, đừng rút phong bì nọ bỏ cho phong bì kia.